Xin kính chào quý vị và các bạn. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Từ một gia đình khá giả, bỗng nhiên vào năm 2001, gia đình bà Nguyễn Thị Thành ở xã Thành Vân, nay là thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, bất ngờ bán hết đàn châu bò, mua hàng vạn chiếc bát, hàng ngàn chiếc lưỡi cầy, hàng tấn sắt thép về treo trên cây và chôn ở trong vườn, trong nhà. Sau đó, mẹ con bà Thành gần như tuyệt giao với thế giới bên ngoài và chỉ khi gia đình hết những nhu yếu phẩm cần thiết thì ông Mai Hồng Thái, chồng bà Thành mới xuất đầu lộ diện. Nhưng ăn mặc vô cùng kỳ dị đi mua nhu yếu phẩm, sau đó về lại ẩn giật trong khu vườn bí ẩn. Năm 2022, cả bà Thành và ông Thái qua đời. Rất nhiều người đã lo lắng cho hai người con của họ là Mai Thị Thanh và Mai Văn Toàn. Bởi dù bố mẹ chọn cách sống lập dị, nhưng ông bà vẫn là chỗ dựa cho hai chị em. Mặc dù người thân, hàng xóm láng giềng hết lời khuyên ngăn, nhưng chị em Thanh Toàn vẫn ăn mặc kỳ dị như xưa, lựa chọn cuộc sống tách biệt với xã hội, không điện, không nước sạch, từ chối sự giúp đỡ của mọi người. Cuộc sống ẩn giật, cô liêu ấy của gia đình bà Thành kéo dài đến hàng chục năm trời. Hàng chục năm ấy, nhiều lời đồn thổi ly kỳ khiến cho cuộc sống của những thành viên trong gia đình bà Thành đượm sắc màu ma mị nhiều lời đồn đoán khu vực đền bùi thị trấn vân du huyện thạch thành nơi gia đình bà thành sinh sống là nơi vùng đất giữ gia đình đó phạm tội trời nên bị trừng phạt gọi là gia đình âm binh hay theo lời của bà mai thị tình em gái ông thái thì ông thái và gia đình bị ma làm những hành động kỳ dị của bà thành khiến nhiều người khó hiểu và cũng chính chuyện này đã khiến nhiều người không dám lại gần nhà bà thành Mọi người sợ quyền năng kỳ bí của người đàn bà cùng gia đình ẩn mình trong khu vườn ma ấy. Đem sự việc hỏi các bác sĩ trong ngành tâm thần, nhiều người cho rằng nhiều khả năng gia đình bị gọi là âm binh kia mắc một thể bệnh tâm thần. Tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Hồng Thu, phó giám đốc bệnh viện tâm thần Mai Hương Hà Nội cho biết rõ hơn là thông qua các phương tiện truyền thông bà biết câu chuyện về gia đình này. Tiến sĩ bác sĩ Hồng Thu nói: "Từ việc làm biểu hiện báo chí phản ánh Khả năng cao những người trong gia đình đó có vấn đề về tâm thần. Tôi nhấn mạnh là khả năng, bởi về mặt khoa học, bệnh lý có thể chẩn đoán thì phải có dữ kiện, phải được tiếp cận, thăm khám, trò chuyện mới có thể khẳng định được. Theo bà, chính việc chưa được giám định bệnh lý nên những năm qua dư luận xã hội không lý giải được cuộc sống lập dị của bà Thành và các thành viên trong gia đình. Đồng thời, họ lấy lý do tâm linh để tự lý giải nguyên nhân mỗi khi nhắc đến gia đình đó. Bà cho hay, bệnh tâm thần nếu không được điều trị sẽ ngày càng nặng lên, tuy nhiên ở chị em Thanh và Toàn không có biểu hiện đó. Ngược lại họ bắt đầu trồng trọt, chăn nuôi, tương tác hàng xóm, dù là rất ít sau khi bố mẹ qua đời. Vị chuyên gia nói, tôi phỏng đoán có thể chị em họ mắc rối loạn nhân cách, một dạng rối loạn tâm thần. Khác với bệnh tâm thần, rối loạn nhân cách cố định và bền vững về biểu hiện. Sau hàng chục năm sống tách biệt với xã hội, Họ chưa thể thích nghi, thay đổi được lối sống, cách ăn mặc, dù hiện tại không còn ai sai khiến. Gần đây khi trở lại gia đình âm binh, phóng viên đã thấy có sự thay đổi, vườn cây rậm rạp xen lẫn hàng chục căn lều lá thấp lẻ tè được thay bằng những luống lạc, ruộng ngô xanh biếc. Chính giữa khu đất là căn nhà tôn xanh, ngoài ra còn có ba ngôi nhà tranh, theo lời anh Toàn là bếp và chỗ nuôi gà. Chia sẻ với chúng tôi về cuộc sống hiện tại của hai chị em, anh Toàn cởi mở Ngoài trồng trọt, nuôi hơn chục con gà tại khu vườn, anh cũng đi làm thuê, ai thuê gì thì làm nấy, anh toàn nói. Ngày xưa bố mẹ có lương, nhưng giờ chết rồi thì mình phải đi làm. Trước đây cả nhà bốn người tiền ăn 20.000 đồng một ngày, chủ yếu ăn cơm với mắm muối. Giờ đi chợ có thịt, có cá ăn, cuộc sống không khá giả nhưng khỏe mạnh là được. Ngày 29 tháng 7, bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ năm 2013 đến tháng 6 năm 2024, bệnh viện đã tiếp nhận 144 hồ sơ yêu cầu xác định lại giới tính. Đa số trẻ tới xác định lại giới tính có hình dạng bên ngoài là nam giới, tập trung nhiều từ 6 đến 10 tuổi. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Tấn Đức, trưởng khoa thận niệu, bệnh viện Nhi Đồng 2 nhận định, nguyên nhân thường thấy nhất khiến trẻ bị nhầm lẫn giới tính là trẻ bị dị dạng đường sinh dục như lỗ tiểu đóng thấp, phì đại âm vật do tăng sản tuyến thượng thận làm cho các nhân viên y tế, thậm chí bác sĩ sản khoa bị nhầm lẫn ngay khi bé chào đời. Vẫn còn rất nhiều trẻ sống với giới tính nhầm lẫn qua nhiều năm, tới khi trẻ bắt đầu xuất hiện các biểu hiện tâm lý khác so với giới tính hình thể bên ngoài thì mới được phát hiện và can thiệp. Thậm chí, một số trường hợp qua tuổi trưởng thành mới được xác định lại giới tính. Ngoài ra, nếu bị dị dạng đường sinh dục, trẻ có thể can thiệp trong giai đoạn từ 4 đến 6 tuổi. Một số trường hợp đặc biệt như em bé song tính, lưỡng tính, cần chờ đợi bé lớn hơn, khoảng từ 12 đến 15 tuổi. Khi bé biết được giới tính thật sự của mình, cha mẹ sẽ cùng bé chọn lựa. Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, không phải trường hợp trẻ em nào khi sinh ra cũng dễ dàng xác định được giới tính, đặc biệt là những trẻ có bất thường ở bộ phận sinh dục. Bác sĩ Thạch lưu ý, bác sĩ sản khoa, bác sĩ nhi khoa, những người đón em bé chào đời cần phải được cập nhật kiến thức để ghi đúng giới tính cho em bé. Nếu không, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sau này của trẻ. Việc cập nhật lại giới tính cho những trẻ em này cũng rất phức tạp. Hiện đã có 105 trường hợp được cấp giấy chứng nhận xác định lại giới tính. 9 trường hợp đang chờ hội đồng xác định lại giới tính. Còn lại là những hồ sơ không đủ điều kiện xác định. Liên quan đến vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng, mới đây, Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành quyết định giám đốc thẩm quyết định chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, hủy một phần bản án hình sự phúc thẩm số 205-2023 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và giữ nguyên quyết định tại bản án hình sự sơ thẩm số 155-2022 của Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai về phần trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Lê Thị Anh Thư, Lê Thanh Tú, Nguyễn Thanh Tân và Phạm Thị Hương. Tòa án nhân dân tối cao cũng quyết định hủy một phần bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh và một phần bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai về phần trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Trần Huy Lập, Phạm Thị Cúc, Nguyễn Thanh Bình, Lê Hùng Phong, Nguyễn Thị Như Mỹ và Nguyễn Thăng Long để xét xử sơ thẩm lại. Tuy nhiên, theo Hội đồng Giáo đốc Thẩm, 10 bị cáo này đều là chủ doanh nghiệp mua xăng dầu trong đường dây buôn lậu, có hành vi đồng phạm giúp sức nên hai cấp tòa kết án họ về tội buôn lậu là có căn cứ pháp luật. Tuy nhiên, các bị cáo Lập, Phong, Mỹ, Bình, Long phạm tội theo khoản 4 điều 188 Bộ luật hình sự, khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng tòa sơ thẩm xử phạt tiền là sai lầm trong việc áp dụng pháp luật. Mặt khác, các bị cáo đều là chủ doanh nghiệp có vai trò chính trong việc thỏa thuận mua bán xăng nhập lậu, nhưng tòa sơ thẩm lại áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính, trong khi đó, những người giúp sức cho các bị cáo này tức vai trò nhẹ hơn thì lại bị áp dụng hình phạt tù. Như vậy, bản án sơ thẩm chưa đảm bảo nguyên tắc phân hóa, phân loại khi xử lý tội phạm có đồng phạm và không công bằng đối với các bị cáo khác thuộc nhóm giúp sức trong cùng vụ án. Từ đó, Hội đồng giám đốc thẩm hủy một phần bản án ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh về phần đình chỉ xét xử phúc thẩm 6 bị cáo trên để xét xử sơ thẩm lại theo hướng không áp dụng hình phạt chính là phạt tiền. Đối với 4 bị cáo: Thư, Tú, Tân, Hương thì tòa án cấp sơ thẩm xử phạt Lê Thị Anh Thư 4 năm tù, Lê Thanh Tú 5 năm tù, Nguyễn Thanh Tân 6 năm tù và Phạm Thị Hương 3 năm tù đã là nhẹ và dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. Tuy nhiên, tòa án cấp phúc thẩm chuyển hình phạt tiền là hình phạt chính đối với 4 bị cáo phạm tội thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật. Mặt khác, các bị cáo đều là chủ doanh nghiệp, biết nguồn gốc xăng là xăng nhập lậu nhưng vẫn bàn bạc hứa hẹn việc mua bán xăng nhập lậu, phạm tội trong một thời gian dài, có tổ chức, thu lợi bất chính lớn nên việc áp dụng hình phạt chính là phạt tiền là quá nhẹ, không có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung. Do đó, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm về trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo này.